chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh thế hùng crypto nếu như bạn chưa tham gia hay nhóm telegram và nhóm giao đồ của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo boost ý, ý tím chất lượng ở trên hai cái nhóm này à, các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin quan trọng về cái dự án on chain thì cái dự án này là chúng ta khai thác uh, on chain ở trên cái ứng dụng ở telegram Uh, cụ thể thì uh, ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà chúng ta uh, kết nối với cái ví Web3 uh, của chúng ta để chúng ta hoàn thành trong cái uh, cái việc mà chuẩn bị nhận cái đồng On trên ở đây thì uh, sẽ chúng ta sẽ có một uh, một ngày nữa một ngày 19 giờ nữa thì chúng ta để chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ này thực ra thì uh, cái chương trình uh, kết nối ví này thì uh, cũng đã có cách đây khoảng tầm 2 ngày rồi uh, tuy nhiên là mình cũng chưa chia sẻ với các bạn cũng như là hướng dẫn cho các bạn là do là uh, trong cái quãng thời gian đầu tiên thì dự án mở cho chúng ta chức năng kết nối ví uh, và cái số lượng người tham gia của cái dự án nó khá là đông và dẫn đến cái việc nó quá tải và chúng ta không thể truy cập được vào và ngay ngày hôm qua thì mình cũng đã định lên cái video hướng dẫn cho các bạn cách liên kết ví nhưng mà uh, do cái uh, hệ thống của dự án họ quá tải và chúng ta không truy cập được vào uh, trong cái link của cái trang uh, kết nối ví À, cho nên ngày hôm nay thì dự án đã à, khắc phục được cái lỗi này à, và kết nối khá là mượt mà cho nên là mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn để cho nó cụ thể chi tiết hơn à, và cuối cùng thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn là add cái con check của cái đồng on trên vào trong cái ví gấp ba của chúng ta luôn à, trước tiên thì các bạn à, truy cập vào cái à, link cái link đào cái đồng on trên ở trên ứng dụng telegram nếu như bạn nào là, là chưa tham gia thì chúng ta vẫn tham gia được thì các bạn vào cái link sau đó thì chúng ta nhấn vào, vào play on trên các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ thấy được đây là cái thời gian kết nối ví của chúng ta để chúng ta có làm cái phần thưởng và cái thời gian còn lại thì là một giờ một ngày 19 giờ nữa thì sẽ kết thúc cái việc mà uh, kết nối ví này thì các bạn kích vào cái nút view bên dưới cho mình này rồi thì nó sẽ ra cái phần hướng dẫn uh, cụ thể cho chúng ta để mà chúng ta hoàn thành được cái việc kết nối và các bạn lưu ý ở đây là chúng ta à, dự án yêu cầu chúng ta là kết nối với cái ví Web3 của sàn OKEX OK, các bạn nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ tải ví OKEX OK ở điện thoại à, thông minh của chúng ta và thứ hai là chúng ta thêm on onchain vào mạng của bạn. thì cái mạng cái đồng onchain này thì nó chạy ở trên cái mạng Subpay, à, mạng à, mạng pay ETH nhé thì để mà có để mà sau này sao giao dịch ấy thì chúng ta cũng sẽ phải cần có cái đồng ETH của cái bạn Bay này à, tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ví hoặc là nhập ví hiện có và tiếp theo là chúng ta ký à, nhắn bằng ví của bạn à, tức là chúng ta kết nối ví thì bao giờ chúng ta phải có ký ví rồi và ở đây thì chúng ta yêu cầu chúng ta là phải kết nối với cái ví à, Web3 của sàn OKX OK rồi chúng ta sẽ quay trở lại đây thì chúng ta sẽ kích vào cái phần mà đăng ký cái dòng đăng ký ở, ở ngay bên dưới này các bạn nhé, à, nó sẽ chuyển chúng ta đến cái ví Web3 của sàn OKX. và các bạn nào mà chưa có cái ví Web3 của sàn OKX thì mình các bạn à, đăng ký và xác minh tài khoản của sàn thì uh, sàn nó sẽ có hai mục mục sàn và mục ví, các bạn nhấn vào kết nối Wallet này, tiếp theo các bạn kích vào đây đó, nó sẽ ra cái mục như thế này thì chúng ta xác nhận kết nối nhé. Các bạn nhấn xác nhận cho mình này. Ở đây thì các bạn uh, xác nhận vân tay để chúng ta xác nhận kết nối. Đây là cái thông tin này. Ví đã được kết nối. Và đây là cái mã ví, mã ví của mình. Mã ví đầu, mã ví cuối. Các bạn có thể check thử xem cái ví của chúng ta đã là kết nối chuẩn chưa. Đúng là cái ví của mình hay chưa. Thì ở đây mình đã xác nhận là cái ví của mình rồi ví đã được đăng ký thành công để yêu cầu mã thông báo on trên như vậy là mình đã kết nối thành công rồi nhé các bạn kích vào đây chúng ta sẽ xác nhận một lần nữa này chúng ta ký ví rồi các bạn sau khi các bạn ký ví xong và các bạn bách lại cho mình Đó, các bạn thoát hẳn ra và các bạn lại bấm lại vào cái phần khai thác nhé <laughs> nếu như khai thác uh, nếu như kết nối ví thành công thì nó sẽ hiển thị cái mã ví đầu mã ví cuối của chúng ta ở đây đó 9d45 đấy là cái số cuối của cái mã ví web3 của sàn OKX của mình đó như vậy là mình đã kết nối ví thành công à, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là add cái uh, cái con chích của cái đồng uh, on chain vào trong cái ví gấp 3 của sàn OKX các bạn nhé à, chúng ta sẽ mở cái uh, cái ví của sàn OKX ra các bạn lưu ý nhé cái uh, sàn uh, cái sàn OKX thì nó sẽ có uh, nó sẽ có hai cái mục mục này là mục sàn giao dịch và mục ví là cái ví ghép 3 chính là cái ví mà mình vừa mới kết nối với cái ví này và bây giờ thì mình sẽ thêm cái con check của cái đồng on trên vào trong cái uh, cái ví web 3 này để sau này là khi mà chúng ta rút về thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái số dư của cái đồng on trên ở trên cái ví này đây thì uh, các bạn uh, mình sẽ để cái con check của cái đồng uh, cái đồng on trên ở trong cái mô tả của ví thì các bạn nhìn thấy ở đây thì có cách đây ngày 26 tháng 5 thì uh, dự án cũng để cho chúng ta cái À, cái cái địa chỉ hợp đồng thông minh của cái đồng on trên đây thì các bạn copy cái địa chỉ này à, các bạn nếu như không copy được ở dưới phần mô tả của video thì các bạn có thể lên trên trang Twitter chính thức của dự án nhé on trên à, có cái tích vàng và có 672.086 người theo dõi các bạn copy cái địa chỉ ở trên này thì nó sẽ là chính xác đó và cũng khá là dễ các bạn chỉ cần nhấn giữ vào cái chữ này là chúng ta copy được à, các bạn đừng copy những cái con check ở các cái trang twitter không phải là trang twitter chính thức của dự án on trên gọi nhé để tránh bị uh, hack cái ví của chúng ta rồi sau khi các bạn copy xong thì uh, chúng ta sẽ quay trở lại cái ví gấp 3 các bạn kéo lên trên cùng các bạn nhấn vào phần quản lý tiền mã hóa này và ở đây thì các bạn nhấn vào tiền mã hóa tùy chỉnh nhé tiếp theo thì uh, cái mạng ethereum đang ở cái mạng ethereum thì chúng ta sẽ chuyển tìm đến cái on-chain à, cái pay đây pay các bạn nhé nó nó sẽ là chạy ở trên cái mạng pay của mạng ETH ấy. các bạn dán cái địa chỉ ví vào sau đó các bạn nhấn enter nó nó sẽ ra cái ký hiệu on-chain số thập phần 18, các bạn nhấn xác nhận rồi các bạn quay trở lại ví thì các bạn sẽ thấy được là à, cái on-chain của các bạn đã được thêm vào trong cái ví rồi nhé và cái giá hiện tại ở trên ở trên sàn ấy, mình đang thấy là có giá đang 0.043 đô một đồng on trên đó mặc dù thì dự án vẫn chưa phân phối cái arop tuy nhiên thì đã có cái giá cụ thể của cái đồng on trên rồi và cái giá này thì nó là giá niêm yết ở trên sàn Uniswap V2 đó các bạn có thể tham khảo về cái phần giá này đây giá khởi điểm lúc đầu niêm yết là 0.3 đô các bạn nhé lúc đầu là 0.3 đô đô à, khá là cao. À, tuy nhiên thì bây giờ đã tụt uh, giảm khá là sâu rồi. thì uh, cái do cái nguyên nhân tụt giảm ở đây là những cái người mua trước ở cái vòng bán trước á, họ xả hàng, à, cho nên nó uh, sụt giảm ở cái phần này. Rồi ok thì uh, cái video này thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cái uh, chi tiết cái cách kết tối ví để nhận cái đồng on chain về cái ví cũng như là thêm con check của uh, mạng uh, của cái đồng on chain vào trong cái ví. Uh, OK, video này mình kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.